Rồi, Thanh Tùng chào cả nhà nha. Rất vui khi cả nhà đã quay lại kênh Vua Khỉ Miền Tây. Thì hôm nay Thanh Tùng có mặt tại ấp An Lạc của xã An Thái Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Để đồng quay bà con cưa cái cây xoài. Đoạn đường này mốt thì nâng đường lên, với lại nông ra cho nó lên to để làm lộ 3,5 m. Cái lên cái chân thì tới 5-6 m rồi. Và cái cây xoài này thì trúng ngay cái đường đường chuẩn bị làm, nên là ba có toàn phải cắt bỏ rồi. Còn cái xoài này thì toàn thấy có rất là nhiều đường dây điện với wifi, đường dây điện với đường dây internet rất là nhiều luôn. Ở bên dưới này thì có cái cây mai nữa. Thì vẫn có chứa đường có toàn theo để cưa phụ ba có toàn như thế này. Nãy giờ chứa đường cưa mấy cái nhánh cây ở bên dưới á. Xe qua cái bài. Lạc lòi một cộng dây internet ở ngoài nữa nè. Quá nắng rồi. Đây, đường qua này, ngoài này cũng tổng luôn. Rồi, hồi nó mang nhánh nhỏ. Ba toàn gộp mấy đường dây lại chung lại, gom lại. Qua 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 bảy ơi. Đầu cộng trên đó nữa kìa. Dắt chéo tùm lum hết trơn. Rồi ba con cưa xong ha, dọn chưa? Thấy nguy hiểm.
Có một trái nó dướng lại rồi gấp. Nắng quá, nhìn lên nhức mắt quá cả nhà. Gần 12 giờ rồi. Mười một giờ 41 phút rồi. Gần đứng bóng rồi đó cả nhà. Bên dưới thì có đường ống nước nên ba có đồng cắt cho sụ sụ cho nó ngã qua khỏi cái đường ống nước. Nhánh này thì nó gài nhánh nhỏ ở trên. Ở trên là cái công viên điện lạnh nha cả nhà. Còn cộng bự là công viên điện nóng. Oh.
Yếu tim hàng à. Gì đây? Nắng quá bà, có toàn lấy cái áo chùm lên đầu luôn. Nắng cháy da người. Rửa cái nắp đó ra tổng. Đây, chiều hôm qua thì ba có toàn cưa, có một cây sợi ghép à. Cưa dắt chưa, nhưng mà chiều lại thì mưa nên là dắt chiều không có cưa. Ngày hôm sau mới quay lại cưa tiếp tục cái đường đoạn đường ấp An Lạc nha các bạn. Giờ ba có toàn cưa mấy cây gòn với mấy cây xoài ở bên đây nè. Cái bờ hàng me bên đây thì không có cưa. Ủa, ba có toàn hai gốc cây me luôn. Ủa, hai gốc cây gòn luôn. Kéo cái cây cày cho ngã. Nên là cái cây gòn này, cái phần đọt đó thì người ta bén dánh bớt rồi. Nếu không là ba cái toàn thêm leo lên cưa bớt nhánh mới hạ gốc được. Có gấu cu ở trên cây gòn, trên đọt cây gòn mà đi rồi vậy cả nhà. Nó bỏ rồi. Ừ.
Vô luôn. Thì bà con toàn cưa cái cây xoài nè. Ở phía bên trong này là nguyên cái căn nhà bỏ hoang rồi, lâu rồi. Cỏ mọc lên mấy nhà luôn cả nhà. Nhà này lâu lắm rồi không có người ở. Thấy á chị. Dạ. Bơi. Cổng này là cái cổng dây điện thoại thì cả nhà. Cổng chứ đường đang dịnh á. Dây điện thoại. Toàn biết phải không? Cổng này căng cứng nhắc luôn á. Cầm máy chậm tới nhá này không? Cầm máy cưa cắt chậm tới nhá này không? Bẻ gãy lắm rồi, dám bẻ gãy lắm á. Đâu xuống gãy luôn à. Chơi luôn nó bốc xuống con á. Cho tét luôn chứ đừng. Đu mạnh vậy hả? À mấy cái miếng mủ mà cái cây tre cắm gì là hay đợt năm rồi á, nước ngập qua cái đường này nên là người dân lấy mủ với tre tấn lót cho đường nước đựng tràn vào trong vườn á.
đèo này mốt thì cũng di dời, nên là ba có đoàn nếu có cắt sụp thì cũng không sao nha cả nhà. Cái hàng rào này bằng chì gai. Không lấy nét. Ba có đoàn cưa cái cây gáo trước. Cái gòn nhái xuống thì bị dướng lại. Ba có toàn dời cái cọng dây điện xuống xích dướng. Rồi cắt xích dướng chút, cắt cái gòn xích dướng chút. Trời không. Rồi lên gì điện chết luôn rồi. Rồi dơi dướng nhanh gọn dưới rồi. Hay quá, giờ này không đập máy gì. Không gà không đập máy. Vô phía bên trong để cưa, tại mở miệng xéo ra ngoài này, nếu đứng đó thì ngã nguy hiểm lắm. Woo! Ở dưới mà ba con người tưởng miệng cái miệng ở trên cắt trên. Lại nãy cái chỗ cắt già gài dây điện ba có toàn không đi. Dạ chứ đừng có toàn lên cưa cái nhánh xoài luôn nha cả nhà. Được không chứ được.
Được mà. Chắc được, chắc được mà. Ở đây không có gì đâu sợ chứ Đường ơi, không có cây cối có gì dưới đâu. Tại cái đoạn đường phá dở mà. Cái trải nó rất đại. Chị ta giật hết thẳng tay nó mới chạy được. Thẳng tay. Xô qua, xô qua, xô qua. Rồi rồi rồi. Quá hay chú Đường ơi. Xuất sắc. Bị chóng mặt không ạ? À? Hả? Bị chóng mặt không dùm xuống hả? Mà thấy anh là không có dám thở luôn á. Bà còn hai là lá xoài non nè, chấm nước cá nước thịt ngon lắm à. Cái này khoai tây mà có chi dùng lấy đi, mình cái gì dùng cũng được. Cái lá này thì nó hơi chát chát giống như cái lá bằng lăng á. Nó thơm. Này lá bự bự cuốn bánh xài, cuốn cuốn bánh xèo cũng ngon. Ăn thì nó hơi chua chua. Mình đi nơi nào á mình cũng ăn phải lá cây đó. Vô uống nước đó, rửa mặt, rửa tay, rửa chân đó thì nó không bị cho nước. Không bị cho nước. Kinh nghiệm của du khí. Chứ còn thấy chú Đường mỗi lần mà đi chỗ khác ấy, người ta đã nhậu cái sáng chú Đường bị chối nước. Quế, quế hoài à. Rồi còn cây gòn nữa. Tao có lòng coi cái hai cái nhánh ở trên này coi nó lướt được dây điện không, với lại kiếm cái đường gài dây điện vô để cắt ngã nguyên cây gòn này nữa nha cả nhà. Ba cái đầu mới gài dây điện vô đó rồi. Chắc ba của thần cũng phải đi vô trong để cắt gốc mới được rồi. Cười chuối sao nhanh dữ vậy. Hẹn cái đứt. Rồi vậy là bà Cô Toàn cũng đã cưa xong mấy cái cây này. Đoạn đường này thì còn cưa cũng rất là nhiều cây. Và video này cũng khá là dài rồi. Cô Toàn cũng xin tạm dừng video tại đây. Hẹn quý vị vào video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.